vợ đi làm đây rồi bị sáng nghe thông tin đó rồi cái rồi đóng cửa siêu thị cho khách ra ngoài rồi chờ lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2021, siêu thị Bixi trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm thời đóng cửa vì có 3 ca dương tính COVID-19 từng tới mua sắm. Anh Khổng Việt vì lo lắng đã chạy từ nhà tới cổng Bixi để chờ tin tức. Do vợ của anh Việt làm nhân viên ở siêu thị nên từ khi dịch bệnh, anh và vợ cũng luôn nhắc nhở nhau đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ngày nào cũng hay chồng thì lúc nào cũng nước kháng khuẩn trước khi đi làm, rồi đeo bao tay trước kia tính tiền cho khách, rồi khẩu trang 24/24 và không tiếp xúc với người lạ. Thì đi làm thì ngày đi làm thì chiều đi về thôi chứ không có đi đâu khác ngoài. Khá là an tâm về bản thân của chúng mình, nhưng mà mình thì vẫn lo lắng là một số người là không có ý thức thôi. Bây giờ là điều đầu tiên em chỉ mong muốn là tất cả các mọi người phải ý thức chấp hành cái luật giãn cách của chính phủ đề ra, thì như vậy thì mới giảm bớt cái dịch bệnh được. Nhiều người có người thân làm việc tại siêu thị cũng tới đứng ở ngoài cổng thấp thỏm ngóng tình hình. Tuy nhiên, sau khi họ được lực lượng làm nhiệm vụ ở đây thông báo, Bixi tạm thời không cho ra vào và hướng dẫn trở về nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm. Siêu thị Bixi này cũng đã được răng dây và cho phun khử khuẩn. Lực lượng chức năng cũng làm việc với các nhân viên để truy vết những người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19.